Xin chào cô bác anh chị. Thì hôm nay hãy sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị mình một số cái bài thuốc, một số cách mà để chúng ta có thể vận dụng vào vấn đề mà trị cái bệnh đau lưng. Đau lưng mấy cũng hết, nếu như chúng ta hợp cơ địa và chúng ta kiên trì và sử dụng đúng dược liệu, đúng cách, thì mấy cái cách này thì nó sẽ giúp cô bác anh chị mình trị được cái bệnh đau lưng rất tuyệt vời, nếu như hợp cơ địa. Thì cái bệnh đau lưng thì nó rất là nhiều nguyên nhân, do thoái hóa cột sống, rồi địa điểm, rồi thoái hóa xương khớp, đau nhức xương khớp, phong thấp khớp, rất là nhiều nguyên nhân để nó gây ra chúng ta bị đau lưng. Hôm nay hãy không có phân biệt ra cái bệnh đau lưng do cái gì, do thoát vị địa điểm hay là do vấn đề gì, hãy chỉ nói là đau lưng. Nếu chúng ta bị đau lưng thì chúng ta chưa có đi khám hay là đi trị được, thì chúng ta có thể tham khảo những cái cách này, mong rằng nó có thể giúp đỡ của anh chị mình. Đó là loại dược liệu gì? Đây này của anh chị. Cô anh chị mình nhận ra đây là cây gì không ạ? Đây là cây xương rồng ong, còn hay gọi là cây xương rồng ba chia. Nó có ba chia, đây, 1, 2 và 3, ba chia này các anh chị, đó, anh chị mình thấy rõ không? Đó. Cây xương rồng này có rất là nhiều nhựa trắng, cái nhựa trắng đó để cuối video hãy sẽ lưu ý cho các anh chị mình một cái lưu ý rất quan trọng mà nếu mà chúng ta muốn sử dụng bài thuốc này. Xương rồng ong này có loại xương rồng bà nữa, xương rồng bà là xương rồng bẹ, xương rồng tai thỏ đó, nó bẹ bẹ như thế này nè, mà nó có gai nhỏ 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 đó. Thì một hồi đi hãy chia sẻ cô anh chị mình cái bài thuốc trong video hôm nay từ cái xương rồng bà luôn. Xương rồng ong này để chúng ta có bài thuốc thì rất đơn giản thôi. Cô anh chị mình lấy cho Hải là ví dụ, những cái nhánh nhỏ ở trên này chúng ta bỏ ha, chúng ta lấy cái phần lớn ở dưới này thôi, mà nó dài hơn tí, khoảng 1 tấc rưỡi, một đoạn 1 tấc rưỡi. Cô anh chị lấy cho Hải 3 đoạn như vậy, mà đừng có già quá, non non như thế này nè. Cô anh chị mình bỏ mấy cái nhỏ ra hết đi, bỏ đi, và chúng ta sẽ gọt những cái gai, những cái gai đây, gọt bỏ cái mấy cái cạnh này có gai này, gọt bỏ đó, và chúng ta sẽ lấy cái phần không có gai. Rồi cô anh chị mình bào mỏng, bào ngang như nè, bào ngang, bào mỏng ra, mỏng, bào ngang chứ không phải sắc nha, bào mỏng ra, và cô anh chị mình ngâm với nước muối loãng 5 phút, và chúng ta sẽ dắt bỏ nước, rồi rửa lại 2 đến 3 lần bằng nước sạch, vẫn dắt rửa là chúng ta dắt chứ không phải rửa bình thường như rửa rau. Đó. Một hồi hai chế lưu ý cái vấn đề này cũng rất là quan trọng. Sau khi chúng ta đã bào chế, sơ chế cái xương rồng này, xương rồng ong này xong rồi, sạch sẽ rồi, loại bỏ hết nhựa rồi, thì các anh chị mình để cho nó ráo đi. Các anh chị mình chuẩn bị cho Hải là một con cá lóc, cá tàu hoặc là cá quả đó, ở miền Bắc hình như gọi là cá quả, hoặc là cá tàu hoặc là cá lóc đó. Cá lóc 300g, một con cá lóc 300g có nghĩa là 3 lạng. Nếu như 2 lạng rưỡi hoặc là 3 lạng rưỡi vẫn được. Đó, nó dao động như vậy thôi, không cần thiết phải đúng 300g. Đó. Cô bác anh chị mình cũng làm sạch sẽ đi, giống như chúng ta làm để chúng ta nấu thức ăn á, rồi chúng ta sẽ khứa nhẹ nhẹ nó, khứa cho nhẹ cho nó thấm á. Còn cái lóc ra, khứa nhẹ thôi, không phải khứa đứt ra luôn nhưng mà khứa nhẹ thôi. Cô bác anh chị mình lấy cái xương rồng mà chúng ta đã để ráo rồi, đã rửa sạch sẽ để ráo rồi, chúng ta đặt ở dưới và để con cá lóc lên. Và chúng ta sẽ đổ một chén nước, cái chén ăn cơm chúng ta đó, đổ một chén nước sạch vào. Chúng ta sẽ nấu lửa riêu hoặc là gọi là ninh cho nó 15 phút là nó là cá đã chín rồi. Cá chín thì dĩ nhiên xương rồng cũng đã chín. Đó. Rồi các bác chị mình sử dụng hết trong ngày cho hai cái đó. Một lần cũng được, và sử dụng nó làm sao trong ngày sử dụng hết cái đó cho hai. Các bác chị duy trì cho vòng 5 ngày. Nếu chúng ta bệnh nhẹ thì nó đã có kết quả thuyên giảm rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng từ 10 đến 15 ngày. Và chúng ta sẽ ngưng 1 đến 2 tháng. Và chúng ta sẽ dùng 10 đến 15 ngày, có nghĩa là chúng ta không dùng liên tục, chỉ dùng 10 đến 15 ngày thôi. Liên tục 10 đến 15 ngày và chúng ta sẽ ngưng 1 đến 2 tháng sau và chúng ta dùng tiếp 10 đến 15 ngày tiếp. Đó là cách dùng trong để trị đau lưng từ cái cây xương rồng ong như thế này. Rồi. Cái tiếp thì Hải muốn chia sẻ cho quá chị mình là cái cách để chúng ta dùng ngoài, trị ngoài trị vào. Hồi nãy là trị trong trị ra, bây giờ trị ngoài trị vào từ cái loại xương rồng bẹ, xương rồng bà hoặc là xương rồng tai thỏ mà Hải đã chia sẻ đầu video, là nó bẹ bẹ như bàn tay chúng ta thế này nè. Đó. Các anh chị mình có hai cách. Một là các anh chị mình chuẩn bị cho Hải là từ 1 đến 2 cái bẹ xương rồng như vậy. Và chúng ta gọt vỏ hết đi, đừng có già quá và cũng đừng non quá, vừa vừa thôi. Và chúng ta gọt vỏ hết, rửa sạch. Và các anh chị mình giã thật nhuyễn. Trong khi giã, các anh chị mình cho Hải thêm vào đó là một
100g muối ăn hoặc muối hộp. Nếu chúng ta có rượu gạo lò nấu ở độ 40 độ thì chúng ta cho một cái ly giống như chúng ta, cái ly chúng ta uống rượu vậy đó, cho vào đó. Còn nếu không có thì thôi, có càng tốt, và chúng ta bỏ vào cái chảo, chúng ta xào lên, nhớ là phải giã thật nhuyễn, hỗn hợp giữa muối và cái xương rồng bè, bỏ lên chảo chúng ta xào nóng lên, bỏ vào một cái túi vải. Sau khi xào nóng bỏ vào túi vải và chúng ta đặt ở dưới cái giường ha, bỏ vào túi vải, vải thưa thôi, đừng có vải dày quá, và đặt dưới giường để cho nó nguội bớt, còn khoảng 30 đến 35 độ, nó không gây bỏng da chúng ta đó. Đến độ mà nó nguội không gây bỏng da thì chúng ta sẽ nằm xuống với ở trên cái túi vải đó, ngay chỗ cái chỗ mà lưng mà chúng ta bị đau. Nếu lưng chúng ta bị đau hết cuộc sống thì chúng ta sẽ làm dài ra. Còn nếu lưng chúng ta bị đau một cái khoảng nào đó thì chúng ta sẽ làm một cái khoảng đó, chúng ta nằm lên. Trong vòng 1 đến 2 giờ sau thì cô bác anh chị mình lấy ra. Nếu trong thời gian mà chúng ta nằm khoảng 40 phút sau, 3-40 phút sau nó nguội hẳn thì chúng ta sẽ sao lại cho nó ấm và chúng ta sẽ nằm tiếp 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày các bác anh chị mình có thể làm từ 1 đến 3 lần như vậy để chúng ta có thể trị bệnh đau lưng từ ngoài trị vào, kết hợp với lại bài thuốc trị trong trị ra từ cái xương đồng ong này. Rồi, bài thuốc thứ hai đơn giản hơn cho những ai không có thời gian. Các anh chị chuẩn bị cho Hải là từ 2 đến 4 cái xương rồng bẹ như vậy, cái bẹ 2 đến 4 bẹ như vậy, và đừng già quá, đừng non quá. Đó. Và cái bẹ đừng nhỏ quá, vừa vừa như thế này. Các anh chị mình gọt gai bỏ đi và chúng ta sẽ nướng trên cái bếp than. Nướng trên bếp than cho nó nóng lên. Rồi các anh chị mình đặt ở dưới, cũng vẫn là bỏ vào miếng vải. Mỗi lần nướng 2 miếng ha. Chúng ta chuẩn bị cho Hải 4 miếng, mỗi lần nướng 2 miếng. Chỉ gọt vỏ thôi và chúng ta bỏ lên chúng ta nướng. Sau khi nướng mà nó nóng lên rồi, các anh chị mình chuẩn bị cho Hải một cái tấm vải, gói cái xương rồng là một lớp vải thôi nha, lớp vải thưa thôi, gói cái xương rồng ở lại, hai lá xương rồng đó gói theo kiểu này nè, chứ không phải để như vậy nha, để như vậy nè đó. Và chúng ta để ở dưới giường, chúng ta nằm lên cái miếng xương rồng đó, nhớ là đừng quá nóng, nó gây bỏng da. Để nó còn ấm khoảng 35 đến 40 độ là đâu ấm ấm nằm lên. Sau khi nó nguội thì các anh chị mình chuẩn bị là đầu tiên là chúng ta chuẩn bị bốn miếng lận, đúng không? Chúng ta mới nướng được 2 miếng thôi. Trong khi chúng ta nằm, chúng ta để 2 miếng kia lên trên bếp. Sau khi 2 cái miếng này chúng ta nằm nó đã nguội rồi, các anh chị mình bỏ ra, bỏ luôn và lấy 2 cái miếng đang ở trên bếp á, bỏ lại để cho nó nguội bớt, chúng ta nằm lên tiếp. Có nghĩa là một lần làm là 4 miếng, mỗi lần là 2 miếng. Như vậy là tính một lần. Sáng chúng ta làm một lần, chiều chúng ta làm một lần, có thể trưa chúng ta làm một lần. Kết hợp với lại cái bài thuốc từ cái xương đồng ong này thì nó sẽ trị cho quán chị mình từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Nhớ là hai cái bài thuốc từ cái bài xương rồng bà thì chúng ta chỉ kết hợp một hoặc một bài thuốc với lại bài thuốc xương ong này thôi ha. Thì mong rằng nó có thể trị được cái bệnh đau lưng cho cô bác chị mình. Nếu chúng ta hợp cơ địa thì trong vòng 10 ngày, từ 5 đến 10 ngày thì nó đã có thuyên giảm rất tuyệt vời, nếu chúng ta bệnh nhẹ. Còn chúng ta bệnh nặng thì thời gian nó sẽ lâu hơn. Và đây là cái lưu ý cho các anh chị mình hết sức cần thiết. Từ cái cây xương rồng ong này, cái bài thuốc dùng trong ha, dùng ngoài thì các anh chị mình khỏi cần lưu ý sao cũng được, miễn là đừng có nóng quá nó gây bỏng da thôi. Còn khi mà chúng ta dùng trong từ cái xương rồng ong này, lưu ý rất là quan trọng. Xương rồng ong này như đầu video Hải cũng đã nói với các anh chị mình, nó có một cái lớp nhựa trắng, nhựa rất nhiều. Nhựa đó nó dăn vào mắt, nó có thể gây mù mắt và gây dăn vào da, nó có thể gây viêm da và bỏng rộp da. Từ đó nên Hải muốn chia sẻ cho bác chị mình là mình gọt hết gai mà mình bào thật mỏng để làm gì? Để mình ngâm vô muối loãng để mình rửa, mình dắt cho nó ra, loại bỏ hết cái nhựa của cây xương rồng này. Nói chung là cái nhựa của xương rồng này nó có độc. Chúng ta phải cần khi dùng trong chúng ta phải cần loại bỏ hết cái nhựa của nó bằng cách là sắc bào mỏng, ngâm vào nước muối loãng 5 phút và rửa 2 đến 3 đợt, dắt, rửa xong được đầu dắt, rồi rửa được 2 dắt. Dắt để làm gì? Để cho nó ra cái nhựa của nó hết. Đó, như vậy là một cái lưu ý rất quan trọng của bác anh chị mình cũng nên tham khảo ha. Mình cũng lưu ý khi mà các bác anh chị mình tham khảo bài thuốc á, để chúng ta có thể, những người mà người ta bị bệnh thì người ta tham khảo bài thuốc thì chủ yếu là người ta, nếu hợp thì ta sẽ làm thôi. Như vậy thì khi tham khảo bài thuốc thì thường cái lưu ý nó ở cuối video chứ không bao giờ ở đầu video. Cho nên các bác anh chị mình muốn sử dụng thì chúng ta nên tham khảo cặn kẽ, kỹ lưỡng rồi chúng ta sẽ sử dụng. Như vậy thì nó sẽ rất là an toàn. Nếu chúng ta vừa vô ta coi xong cái rồi làm không có xem cái lưu ý thì như vậy thì nó cũng không hay. Đôi khi có những cái mà nó vấn đề quan trọng nó không có trị được bệnh mà nó còn nặng hơn nữa. Rồi như vậy thì
hai ba bài thuốc từ cái xương rồng ông và xương rồng bà Hải cũng đã chia sẻ với anh chị mình để chúng ta có thể hỗ trợ và điều trị cái bệnh đau lưng mấy cũng hết nếu chúng ta hợp cơ địa và bệnh chúng ta nhẹ. Rồi thì cuối video Hải cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Hải thì không biết nói gì hơn là cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều, mong rằng những cái video của Hải chia sẻ về những bài thuốc nam dân gian nó có thể giúp được các anh chị mình trong những hoàn cảnh khó khăn không có tiền chạy chữa bệnh đường cùng thì chúng ta lưu về thuốc nam. Thuốc nam thì thường thì rất ít vấn đề mà nghiên cứu về khoa học. 1000 bài thuốc nam thì trong đó khoảng chừng vài chục hoặc 100 cái bài thuốc nam được nghiên cứu thôi. Còn những bài thuốc kia thường là người ta vận dụng theo kinh nghiệm dân gian của ông bà xưa để lại thôi. Cho nên các anh chị mình hết sức là chú ý ha. Rồi thì cảm ơn các anh chị mình và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video này đến đây hãy xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha. We'll be right back.